Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là tôi, Dũng Bữa đây. Và chào mừng các bạn đã đến với game sự kiện Super NFL Tycoon. Tự game sự kiện này quá là quen thuộc với mọi người rồi ha. Trong sự kiện này, chúng ta sẽ lấy được một vật phẩm, đó chính là cái nón. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Đầu tiên, các bạn hãy bấm vào chữ Draft ở trên cùng đây nè. Và nó sẽ hiện ra một cái bảng nhiệm vụ. Sau khi các bạn hoàn thành, thì các bạn sẽ nhận được chiếc nón. Ok, xây dựng lên nào. Rồi, và cái cách để chúng ta lấy cái nón á, rất là dễ luôn. Nó giống như tựa game Festival Tycoon vậy đó mọi người. Chúng ta chỉ cần xây dựng, đến khi nào đủ cái mốc nhiệm vụ thì chúng ta sẽ hoàn thành thôi. Giờ xây dựng ha. Rồi, bây giờ các bạn hãy lại đây và mua một chiếc xe. Ok. Rồi, tôi đã mua được chiếc xe thành công. Bây giờ tôi sẽ lái chiếc xe này thôi. Đi qua bên kia và xây dựng tiếp thôi. Rồi, bây giờ các bạn hãy tắt media được rồi ha. Bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng ngay chỗ này nè. Các bạn nhớ mua chiếc xe và chạy lại kia xây ha. Và sau khi nó hiện cái dòng thông báo lên á, thì các bạn hãy bấm vào rồi và dịch chuyển tới đây xây dựng thôi ha. Ok, bây giờ tôi sẽ xây dựng cái chỗ này lên nè. Rồi, mọi người để ý cái thành ở dưới không? Sau khi mà chúng ta hoàn thành 100% thì chúng ta sẽ nhận được cái nón này ha. Giờ thì chúng ta đến tiết 1 kiên trì bắt đầu rồi, let's go. Chà, tính ra cái nhiệm vụ này cũng dễ ha mọi người. Tôi mới làm có một xíu á mà đã gần xong rồi. Được 72% rồi ha. Qua mấy cái này cũng rẻ thôi, không đến nỗi quá mắc thôi mọi người. Tôi tưởng mấy trăm ngàn, mấy triệu như cái Festival Tycoon là chết luôn đó. Mua thôi, mua thôi. Ok. Sắp đủ rồi hay sao đó mọi người ơi. 500 nè. Ok. Và thế là tôi đã nhận được cái món đồ đó rồi đó. Tôi đã nhận được cái nón NFL Rap Cap rồi. Quá là đã luôn. Và chắc video của tôi đến đây là hết rồi ha mọi người. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra một chút thời gian để theo dõi nha. Tôi là Dũng Bờ Gaming. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.